Chương 158 Tuyệt đối không phải là trùng hợp Hai người đều im lặng Qua một lúc lâu Hà Tư Ca mới cười gượng nhìn Phó Cẩm Thiêm một cái Nói như không có chuyện gì xảy ra Có thể là máy tính của bệnh viện thật sự bị dính virus gì đó Bình thường ít quét Anh ngắt lời còn chưa nói hết của cô Sắc mặt nghiêm túc Tư Ca Cô cần gì phải lừa mình dối người Cô và tôi đều rất rõ Đây tuyệt đối không đơn giản là chuyện trùng hợp Hà Tư Ca không lên tiếng Thấy vậy Phó Cẩm Thiêm lại tiến lên hai bước, kéo cánh tay cô để Hà Tư Ca không thể không nhìn về phía mình. Hai người đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Mấy giây sau Hà Tư Ca có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác. Là phụ nữ, cô không hề cảm thấy là mình quá nhạy cảm. Trên thực tế lúc ở riêng với nhau, sự nhiệt tình Phó Cẩm Thiêm biểu hiện ra vẫn vô cùng rõ ràng. Chắc là cô hiểu ý tôi. Kho hồ sơ sớm không sập, muộn không sập. Tại sao lại xảy ra vấn đề đúng vào lúc chúng ta đến điều tra hoác tư giai? phó cẩm thiêm vội vàng nhìn chằm chằm hà tư ca trong giọng nói lộ ra sự hùng hổ dọa người cô bất đắc dĩ đành cụm mắt xuống giống như đang thanh minh cho mình nhưng tôi thật sự không nghĩ ra là ai làm tôi bảo đảm với anh không ai biết hôm nay tôi sẽ đến đây ý nói chuyện này không liên quan đến phó cẩm hành ý thức được cô đang nói thay cho phó cẩm hành còn đặc biệt phủi sạch quan hệ cho hắn phó cẩm thiêm không nén nổi cười lại một tiếng vậy ý của cô có thể là tôi làm à Hà Tư Ca cuống lên, nói năng không đầu không đuôi. Cẩm Thiêm, đương nhiên tôi không có ý đó. Anh luôn giúp tôi, tôi cảm kích anh còn không kịp. Sao lại nghi ngờ anh được? Chỉ là tôi không có cách nghĩ thế nào khác cả. Cho nên thà hy vọng tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Cô rất sợ Phó Cẩm Thiêm hiểu lầm. Vội vàng giơ tay ấn lấy cánh tay anh, căng thẳng nhìn anh. Đối diện với đôi mắt trong veo xinh đẹp kia, nhìn thấy vẻ khẩn trương trong đó. Phó Cẩm Thiêm cũng mềm lòng, hơi hối hận vì thái độ không tốt của mình vừa rồi nhưng anh vẫn nghiêm giọng tuyệt đối không phải là trùng hợp chỉ có điều tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra là ai làm nghe phó cẩm thiêm nói thế hà tư ca cũng hỏi ra sự tò mò trong lòng cẩm thiêm tại sao anh lại lợi hại như vậy còn có thể tìm cảnh sát giúp anh ta khẽ mỉm cười nói chuyện cũng hơi đắc ý đừng quên cục trưởng lưu đó có giao tình với nhà họ phó chúng tôi không chỉ là có giao tình với anh tôi thực ra quan hệ của ông ta và ba tôi mới là tốt nhất tôi nhờ ông ta giúp đương nhiên ông ta không thể từ chối nếu như không phải cảm thấy nếu để ông ta đích thân ra mặt sẽ quá ở Mỹ có lẽ tôi còn bảo ông ta đích thân đến đây thì ra là như vậy hà tư ca gật đầu không biết tại sao khoảng thời gian gần đây cô cứ cảm thấy phó cảm thiêm là lạ, lạ hình như không giống trước kia lắm nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được cảm giác đó khiến cô vô cớ cảm thấy hoang mang giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra sao thế cô đang nghĩ gì vậy Nhìn ra Hà Tư Ca hồn vía lên mây, Phó Cẩm Thiêm quan tâm hỏi. Cô giật mình cuối cùng cũng hoàn hồn lại. À, không có gì. Đúng rồi, Cẩm Thiêm. Trước kia anh luôn học ở nước ngoài, vừa về đã vào phó thị. Lại làm việc ở bộ phận thị trường có áp lực lớn nhất đó, nhất định rất vất vả nhỉ. Hà Tư Ca ổn định nhịp tim nhẹ giọng hỏi. Phó Cẩm Thiêm cười, lại khôi phục vẻ tao nhã lịch sự vốn có. Nói không vất vả là giả, chỉ có thể nói là từ từ thích ứng thôi dù sao mọi người đều bắt đầu từ người mới tôi cũng không thể là ngoại lệ được nói rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài từ nơi này đến cổng bệnh viện còn một đoạn nữa ánh mặt trời nóng rực bọn họ đi vòng một chút rẽ lên con đường nhỏ có bóng cây cảnh vật xung quanh tươi đẹp giống như đang ở trong vườn hoa sao tự dưng lại hỏi như vậy phó cẩm thiêm trả lời câu hỏi của hà tư ca xong sau đó lại tò mò hỏi cô không có gì chỉ là không ngờ anh sẽ đồng ý ở lại phó thị Tôi nghe nói thế hệ này của nhà họ phó Chỉ có anh ở công ty Những người còn lại đều ai làm việc nấy Cô cũng không nhịn được mà nhiều chuyện một phen Không phải tôi đồng ý Mà là anh tôi không cho phép bọn họ đến phó thị làm việc Đây cũng là vì sự ổn định của cả dòng họ Cô còn không biết sao Hai năm trước từng xảy ra một số chuyện không hay Nể tình đều là người một nhà Anh tôi mới không đuổi cùng rất tận bọn họ Phó Cẩm Thiêm đứng lại để thấp giọng, Cho nên tôi mới lo lắng cho cô và Tân Tân không muốn lại xảy ra chuyện tương tự nữa hà tư ca ngừng đầu lên có chút bất an nhìn anh ta cô nghĩ mà xem mọi người đều là họ phó nhưng lại định trước chỉ có một người là người thừa kế những người khác thật sự sẽ tầm phục khẩu phục hay sao nhất là kiểu anh chị em họ như chúng tôi bản thân không phải cùng cha mẹ sinh ra càng không thể không có chút hiềm khích nào cô nói có đúng không anh ta nói rất thẳng thắn trong lời nói không có một chút ý làm bộ làm tịch nào ngược lại những lời này đều là sự thật Hà Tư Ca có chút lúng túng Cô khẽ ho một tiếng Không biết nên tiếp lời anh ta như thế nào Phó Cẩm Thiêm cười Tôi rất cảm kích sự xem trọng của anh tôi với tôi Tôi tự biết mình thế nào Cho nên từ nhỏ tôi chưa từng có ý nghĩ không hay nào hết Dùng một chút Anh ta lại nói Đợi tôi rèn luyện ở phó thị 2 năm Tôi sẽ phải rời đi Cô kinh ngạc ngẩn vắt đầu lên tò mò hỏi Rời đi, đi đâu Phó Cẩm Thiêm thành thật nói Tôi sẽ không ở phó thị mãi Thời gian dài rồi cho dù tôi không có suy nghĩ gì Nhưng chưa chắc những người khác đã không có suy nghĩ gì Ngộ nhỡ những người này kéo tôi về phe mình Hoặc là trông ngóng tôi làm ra chuyện gì Há chẳng phải tôi trở thành kẻ chết oan hay sao Hà Tư Ca hiểu ý anh ta Nghĩ đến những quan to lạm quyền thời cổ đại Không phải cũng xúi dục hoàng tử tranh giành ngôi vị thiên tử hay sao Đến lúc khoác áo hoàng bào Không muốn ngồi lên ghế rồng cũng phải ngồi Không thể theo ý mình được Cho nên anh ta tiếp tục nói đợi tôi rèn luyện đủ rồi sẽ tự đi gây dựng sự nghiệp đến lúc đó cho dù kiếm nhiều kiếm ít nhưng ít nhất không bị người khác bàn tán cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và anh tôi hà tư ca nghe xong mà hốc mắt hơi cay cay thật ra cô cũng có một tia phòng bị đối với phó cẩm thiêm bạn là bạn chồng là chồng ai thân ai sơ cô vẫn phân rõ được đám bề trên cậu ba phó ngần ấy tuổi rồi nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm không ngừng làm chuyện mờ ám ngay cả cô cũng nghe nói Thì không lý nào Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm không thể không biết Mở một công ty của mình Lại lấy một cô gái mình yêu Cùng cô ấy sinh hai đứa con Đối với tôi mà nói Chính là cuộc sống vô cùng tốt đẹp Phó Cẩm Thiêm nói với cô Nói xong anh ta nhìn về phía Hà Tư Ca Anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy Khiến cô có chút không được tự nhiên Vội vàng quay mặt đi chỗ khác Tiếp tục đi về phía trước Nói đến cái này Thật ra trước kia anh trai anh còn bảo tôi để ý cô gái nào thích hợp cho anh. Đáng tiếc tôi rời khỏi trung hải quá lâu, cũng không quen cô gái nào trẻ tuổi không giúp được gì. Có điều anh có thể nói với tôi xem, anh thích kiểu con gái như thế nào, sau này tôi có thể chú ý nhiều hơn." Hàn Tư Ca vừa đi vừa nói. "Được rồi, tôi không muốn nói chuyện này nữa." Không ngờ Phó Cẩm Thiêm lại lập tức sầm mặt lại, chấm dứt chủ đề. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng lúng túng, đi đến tận cổng, Phó Cẩm Thiêm mới giơ tay chỉ chiếc xe đỗ ở đằng kia. "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." hà tư ca lắc đầu từ chối khéo không cần đâu tôi vẫn muốn đi mua một ít đồ có lẽ không thuận đường vốn tưởng là phó cẩm thiêm sẽ khăng khăng đòi đưa cô đi ai ngờ anh ta lại gật đầu tôi phải về công ty gấp vậy được rồi cô cẩn thận một chút anh ta trực tiếp lên xe rời đi không một chút do dự hà tư ca đứng ở ven đường một mình vẫy một chiếc taxi sau khi lên xe tài xế hỏi cô muốn đi đâu cô hơi ngẩn ra đúng thế mình muốn đi đâu trong đầu dối mù nhất thời không có suy nghĩ gì đối phương lại hỏi lần nữa hà tư ca chỉ đành thuận miệng đọc một địa chỉ đợi đến lúc tài xế dừng lại bọn họ đã đến con đường nhỏ ở cổng trường trung học phụ thuộc trung hải rồi hà tư ca thanh toán tiền đẩy cửa xuống xe cô không học cấp ba ở trong nước biết rất ít về trường học bản địa trong ấn tượng hà tư ca chưa bao giờ đến trường trung học phụ thuộc này dọc theo con đường với hàng cây ngô đồng đến cổng chính trường trung học phụ thuộc xuyên qua cổng điện tử cô nhìn thấy sân vận động và những dãy lớp học ở bên trong không hồ là trường học hạng nhất ở bản địa thậm chí là trong nước trang thiết bị đều đứng đầu cả trường học bao trùm không khí học tập nghiêm túc căng thẳng lại không mất đi sự sống động chào cô xin hỏi cô muốn làm gì hình như nhìn thấy hà tư ca quanh quẩn ở cổng trường học nửa ngày một người trung niên đi từ phòng bảo vệ ra khách sáo hỏi cô hà tư ca có chút ngượng ngùng. À, chào chú, cháu không làm gì cả. Nghe nói nơi này là trường học trọng điểm nên cháu muốn đi vào thăm quan một chút. Đối phương cười từ chối. À, chỗ này không mở cửa với người ngoài. Cháu có thể đến trường đại học Trung Hải ở bên cạnh đi một vòng. Mỗi năm đều có không ít phụ huynh đưa con đến tham quan. Nói xong người kia quay về, cửa cũng chưa hề mở. Hà Tư Ca vô cùng lúng túng. Cô còn tưởng là chỉ cần đăng ký là có thể đi vào. Xem ra mình thật sự nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi Chào chú Phiền chú mở cửa giúp cháu muốn ra ngoài Cô xoay người mới vừa đi mấy bước Đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc Hà Tư Ca quay vắt đầu lại Thầm nghĩ trong lòng Hôm nay thật là khéo toàn gặp người quen Vừa đi ra khỏi cổng lớn trường trung học phụ thuộc Trung Hải Đoàn Phù Quang đã nhìn thấy Hà Tư Ca đứng ở cổng Cô ngẩn ra Ôi sao cô cũng ở đây thế Hai cô gái tìm một quán trà sữa gần cổng trường học, mỗi người gọi một cốc, ngồi xuống đối diện nhau. Giờ này trong quán gần như không có khách, rất yên tĩnh, tiện nói chuyện. Ba tôi là người quản lý hội cựu học sinh trường trung học phụ thuộc. Tháng sau trường học sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Gần đây, tổ chức họp quản lý suốt, ba tôi không có tâm trạng, bà tôi đến họp thay ông ấy. Đây chính là nguyên nhân tôi xuất hiện ở nơi này. Còn cô, cô chạy đến đây làm gì? Đoàn Phù Quang uống một ngụm trà sữa, nghi hoặc quan sát Hà Tư Ca. Cô mơ hồ cảm thấy Hà Tư Ca đột nhiên đến trường Trung học Phụ thuộc, nhận định có liên quan đến cô gái đó. Quả nhiên, chỉ thấy Hà Tư Ca hít sâu một hơi, cô dùng hai tay nâng cốc trà sữa lên nhẹ giọng nói, "Cô Đoàn, những lời cô và Phó Cẩm Hành nói với nhau ở trong phòng làm việc trước đó, tôi đều nghe thấy cả rồi." Chương 159: Người thay thế. Mặc dù đã sớm biết từ miệng Phó Cẩm Thiêm, nhưng lúc đối mặt với Hà Tư Ca, đoàn phù quang vẫn phải làm ra vẻ kinh ngạc. Diễn kịch và diễn tới cùng, mặc dù trong lòng cô không muốn làm như vậy, nhưng có một số việc, một khi bắt đầu thì sẽ không có cách nào muốn dừng là dừng được. À, cô nghe thấy rồi, vậy cô... Kinh ngạc là giả, nhưng sự bất an trong lòng đoàn phù quang là thật, bởi vì cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện của ba cô là thật sao? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Không ngờ điều Hà Tư Ca hỏi thăm đầu tiên lại là khủng hoảng nhà họ đoàn hiện đang gặp phải, mà không phải là chuyện liên quan đến Hoắc Tư Giai. Điều này khiến đoàn phù quang hơi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Tư Ca, nhưng vẫn lầm bẩm nói. Là thật, nhà chúng tôi đã bán một căn nhà rồi nhưng còn thiếu rất nhiều, tôi cũng không biết tại sao ba tôi lại thua nhiều tiền đến thế. Khi còn ở nước ngoài, Hà Tư Ca từng nghe nói có một số sòng bạc là tổ chức hợp pháp, thua tiền ở đó đừng nghĩ đến chuyện ăn quỵt. chạy cũng không chạy được cha của đoàn phụ quang vì đánh bạc mà không tiếc tham ô công quỹ đúng là chơi lớn hay là thẳng thắn đi nếu như số lượng quá lớn cả nhà cô không lấp nổi nỗ hồng. hơn nữa nhà cô lén lút hành động khó đảm bảo sẽ không bị thân thích phát hiện hà tức ca khuyên nhủ từ tận đáy lòng nghe cô nói thế đoàn phụ quang không ngừng lắc đầu tâm tình cũng trở nên có chút kích động không không được cô căn bản không rõ tình hình Ba tôi là người thua kém nhất trong mấy anh em. Bao nhiêu năm qua, cả nhà ba người chúng tôi đã chịu không ít sự xem thường. Nếu như không phải là nể tình tôi là con gái, sau này có thể sẽ tìm được một nhà chồng có quyền thế, thì có khi còn chẳng biết bọn họ đã lăng mạ chúng tôi như thế nào đâu. Nói đến đây, cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, hai cái tay đắn trên bàn cũng xếp thành đấm đấm, dường như đang khắc chế sự phẫn uất trong lòng. Hà Tư Ca có chút ngạc nhiên, cô không ngờ tuổi tác đoàn phù quang không tranh cô là bao nhưng lại cũng trải qua nhiều xót xa trong cuộc sống như vậy bây giờ cô biết tại sao mai lan muốn chọn tôi làm con dâu của bà ấy rồi chứ đoàn phù quang cười khổ một tiếng cũng lười duy trì hình tượng của mình trong mắt người khác đổi lại là một hai tháng trước sự kiêu ngạo của cô vẫn không cho phép cô nói nhiều như vậy ở trước mặt hà tư ca nhưng bây giờ đối với đoàn phù quang mà nói đã chẳng cần phải thế nữa rồi bởi vì nhà họ đoàn và nhà họ phó hai nhà môn đang hộ đối, xuất thân của tôi đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, ba mẹ tôi vẫn chưa đủ mạnh, tôi không có nhà mẹ đẻ đủ để dựa vào. Đương nhiên sẽ lễ độ cung kính với gia đình chồng, không thoát ra được bàn tay của bà ấy. Nói đến đây, đoàn phủ quang hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Hà Tư Ca. Xin lỗi, tôi không có bất cứ lòng thù địch nào với cô, nhưng tôi nhất định phải làm con dâu nhà họ phó, tôi không có lựa chọn nào khác. Hà Tư Ca hơi ngẩn ra, chỉ có gả cho Phó Cẩm Hành Tôi mới có thể cứu được ba tôi Cho dù hắn có không muốn như thế nào đi chăng nữa Thì tôi cũng có thể đi cầu xin Mai Lan Tóm lại tôi không yêu người đàn ông này Nhưng tôi nhất định phải gả cho anh ta Giọng đoàn phù quang vô cùng nghiêm túc Không hề có ý nói đùa Tôi không có tư cách đi phán xét Cách làm của cô là đúng hay sai Nhưng tôi phải nhắc nhở cô Phó Cẩm Hành không phải là một người dễ dàng Bị người khác thao túng Ngoài ra Hà Nguyên Chính chính là vết dây đổ Kết cục của ông ta vẫn đang bày ra đó cô không nhìn thấy hay sao hà tư ca dừng một chút nhắc nhở hà nguyên chính chính là ba của tôi hà thị đã phá sản rồi chỉ còn sót lại một chút căn cơ có lẽ chỉ đủ để dưỡng lão những lời này đúng là có chút tác dụng vẻ mặt đoàn phù quang lập tức trở nên có chút khó coi phó cẩm hành thật sự gọi bảo vệ lôi ba vợ mình ra ngoài sao trước đây không lâu đoàn phù quang cũng nghe nói đến tin đồn này có điều hiển nhiên cô khó mà tin được Hà Tư Ca giơ hai ngón tay ra, lắp trước mặt cô ấy, vẻ mặt có chút tinh quái. Hai bảo vệ, một trái một phải lôi ra ngoài ngay trước mặt tôi. Hết cách rồi, đừng nói tôi bất hiếu, tôi cũng không quản được. Nghe xong đoàn phủ quang không nghi ngờ nữa, đây đúng là phong cách làm việc của phó cẩm hành, chắc chắn trăm phần trăm. Mai Lan chỉ muốn một cô con dâu nghe lời, cha mẹ cô chỉ muốn một người con dề lợi hại. Tất ra bọn họ đều không quan tâm cô có hạnh phúc hay không, cho dù người đàn ông cô muốn lấy đó không phải là chồng tôi tôi vẫn sẽ khuyên cô thận trọng như vậy thật ra cái xã hội này vốn không hề công bằng đối với phụ nữ như vậy so với đầu thai thì hôn nhân càng có thể quyết định số phận của một người phụ nữ hơn hà tư ca thu lại vẻ mặt nghiêm mặt nói những đạo lý này cô tin là đoàn phù quang không phải không hiểu chỉ có điều cô ấy đã đến bước đường cùng rồi chỉ có thể coi kết hôn là cách duy nhất tôi đoàn phù quang há miệng ánh mắt lóe lên cô có hận tôi không cô ấy có chút thấp thỏm hỏi hà tư ca ngẩn ra rồi lắc đầu ngay tôi không hận cô so với trương tử hân thì cô đáng yêu hơn nhiều lời này là thật lòng ít nhất đoàn phù quang không vì muốn có được phó cẩm hành mà làm ra hành động quá giới hạn gì huống hồ động cơ của cô ấy cũng là làm cho người ta cảm thấy thương xót lại là vì trả nợ thay cha hà tư ca cảm thấy thật đáng buồn trương tử hân <laughs> người sáng suốt đều nhìn ra được nếu không phải là cô ta tắc tội cô thì cô ta cũng sẽ không thảm hại như vậy nghe nói sắp ra nước ngoài rồi có điều cô vẫn phải cẩn thận cô ta sẽ không biến mất quá lâu đâu người trong giới giải trí đều rất cố chấp nói cách khác là ra như đỉa không biết xấu hổ đoàn phù quang nhìn rất thấu đáo cô ấy nhắc nhở hà tư ca bảo cô đừng xem thường tôi biết rồi nghĩ cũng thật là nực cười trường tử hân muốn gả cho phó cẩm hành chỉ mong tôi chết cô thì sao cô cũng muốn gả cho phó cẩm hành nhưng lại sợ tôi bị hại Tôi thật sự muốn hỏi Gà cho phó cẩm hành rốt cuồng có gì tốt Hà tư ca nhún vai có chút không hiểu nổi Đối với vấn đề này Đoàn phù quang không biết trả lời như thế nào Cô cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm Đột nhiên cao mày Hôm nay cô chạy đến trường trung học phụ thuộc Có phải là muốn điều tra cái cô gái Có tên giống giống cô đó không Cô còn biết cái gì nữa Hà tư ca nhìn chằm chằm đoàn phù quang Nếu đối phương chủ động nhắc đến chủ đề này Vậy cô cũng rất khoát không định né tránh mà trực tiếp đối mặt thật ra thì tôi biết rất ít gần như chỉ là một cái tên mà thôi còn những lời tôi nói đó chủ yếu là vì để kích thích phó cẩm hành muốn uy hiếp anh ta thần đáng tiếc tôi thất bại rồi cô nói đúng anh ta không phải là một người dễ bị người khác thao túng đoàn phù quang nặng nề thở dài một tiếng nhìn dáng vẻ cô không giống như đang nói dối hà tư ca suy nghĩ một chút lại truy hỏi vậy cô biết về hoác tư giai từ đâu có chuyện thì tất phải có nguyên nhân không có lửa làm sao có khói nếu đoàn phù quang cảm thấy lôi hoắc tư dài ra có thể cưỡng ép được phó cẩm hành như vậy nhất định cô ấy đã có chuẩn bị đối với vấn đề này đoàn phù quang đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời rồi chẳng qua cô không sống ở trung hải lâu mà thôi nói thật thì mặc dù không nhiều người biết chuyện này nhưng vẫn có một số lời đồn chỉ cần đủ cẩn thận thì thể nào cũng sẽ dò la được một ít bà mẹ tôi một lòng muốn gả tôi cho phó cẩm hành cho nên trước khi tôi biết anh ta đã nghe ngóng được không ít tin tức liên quan đến anh ta. Cô bình tĩnh trả lời, đây là cách giải thích mà Phó Cẩm Thiêm nghĩ giúp cô, mặc dù không tính là không chê vào đâu được, nhưng cũng có thể dùng để nói lấp liếm. Quả nhiên Hà Tư Ca gật đầu không nói gì, chắc là tin rồi. Vậy cô thì sao? Sau khi biết đến sự tồn tại của cô ấy, cô không khó chịu à? Quan sát vẻ mặt của Hà Tư Ca, đoàn phù quang rè rạt hỏi. Hà Tư Ca khựng lại, Sở dĩ Trương Tử Hân hận cô như vậy là vì cô ta luôn là người thay thế của cô. Mà bây giờ thì cô quay trở về rồi, chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Nếu như Pháp Tư Giai trở lại, cô sẽ cảm thấy thế nào? Thấy hình như Hà Tư Ca có chút ngơ ngác, đoàn phù quang nhân cơ hội lại nói tiếp. Tôi... Hà Tư Ca giống như bị cô đưa vào trong sương mù, mãi mà không có phản ứng. Bà chữ người thay thế quá mức chấn động. Hơn nữa cho dù đối với cô gái nào mà nói, đây đều là một loại đả kích, chế diễu. Bây giờ không ai biết Hoác Tư Giai đang ở đâu, đang làm gì, càng không biết lúc nào cô ấy sẽ trở lại. Một khi cô ấy trở lại tất cả sẽ thay đổi. Nói không chừng... Đoàn phù quang đan tay vào nhau, giọng nói đột nhiên trở nên u ám. Nói không chừng, đến lúc đó người muốn cướp cái danh bà phó của cô không phải là tôi, mà là cô ấy. Những lời này mang đến một cảm giác khủng bố khó hiểu, khiến lông tơ toàn thân Hà tư ca đều dựng lên. Cô theo bản năng cao mày lại phản bác. Tôi từng hỏi Phó Cẩm Hành rồi, anh ấy nói với tôi, hoắc Tư Giai không phải là bạn gái của anh ấy. Hồi đó giữa hai người cũng không có cái gì, cô đừng nói những lời nghe sườn tóc cái như thế. Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Hà Tư Ca vẫn có chút trột dạ. Vậy sao? Cô tin là được rồi. Đoàn phù quang mím môi hiển nhiên coi nhẹ lời nói của Hà Tư Ca. Cô... cô thật sự cảm thấy cái người tên hoắc Tư Giai này có rất nhiều bí mật hay sao? Thấy cô không nói gì, hà tư ca liếm môi dường như cũng cảm thấy căng thẳng ừ, tôi cũng không biết nữa đoàn phú quang lạnh mặt nói thật tôi chỉ biết là nếu như chồng tôi vì không quên được một người phụ nữ khác mà ở bên tôi tôi tuyệt đối sẽ cào nát mặt anh ta về điểm này cô và trương tử hân vẫn rất giống nhau bụng dạ hẹp hòi chỉ cần là phụ nữ thì đều có cái tính này không ai là ngoại lệ đến lúc chia tay đoàn Phù quang ở quán trà sữa hà tư ca đứng lảo đảo một mình ở ven đường trong đầu vẫn ong ong không ngừng vang vọng ba chữ người thay thế người thay thế cô đi chậm thật chậm đi mãi mà chưa đi nổi 200 trăm mét cô đi đến giao lộ phía trước vừa vận chuyển sang đèn đỏ hà tư ca dừng lại theo đám đông vip bỗng dưng tiếng còi vang lên làm cô giật mình cô quay đầu nhìn qua phát hiện một chiếc xe vô cùng quen mắt đang chậm rãi giảm tốc độ dừng ngay bên tay trái của mình cửa kính xe hạ xuống khuôn mặt phó cẩm hành xuất hiện trước mặt hà tư ca cô kinh ngạc bụt miệng hỏi sao anh lại ở đây hắn mấp máy đôi môi mỏng lên xe sau đó không đợi hà tư ca nói gì hắn đã đẩy cửa xe ra cô có chút hoang mang không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe tài xế lái xe phó cẩm hành và hà tư ca ngồi ở hàng ghế sau không có ai nói gì sao anh lại biết em ở đây Cuối cùng vẫn là Hà Tư Ca không dằn nổi mà lên tiếng hỏi. Chương 160, không biết còn có thể giấu bao lâu? Trung Hải lớn như vậy, nếu như nói là vô tình gặp, Hà Tư Ca còn lâu mới tin. Càng đừng nói là phó thị ở một khu vực khác, cách nơi này hơn 20 cây số, có thuận đường thế nào cũng không thể thuận đến mức này. Đối diện với sự nghi ngờ của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành ung dung lấy điện thoại ra khỏi túi, mở một phần mềm trong đó, Cô nhìn một cái lập tức hiểu ngay Ồ, hóa ra thông tin liên lạc ở vùng này của em ghi số điện thoại của anh hả? <laughs> Hà Tư Ca có chút lúng túng cười khan hai tiếng Lúc này cô mới nhớ ra Trước kia đăng ký Vì lo sẽ để lộ thông tin cá nhân Nên cô đã dứt khoát viết số điện thoại của phó cẩm hành vào Đúng lúc cô nghĩ Nếu như bị lộ thì là hắn lộ Dù sao thả hại người chứ không hại mình Vừa rồi em thanh toán hóa đơn, hệ thống liền tự động gửi địa điểm, còn có số tiền đã tiêu, Hiện rõ trên app này Liếc qua là thấy ngay Phó Cẩm Hành như sợ cô không hiểu kiên nhẫn giải thích Hà Tư Ca bĩu môi Em biết rồi, em cũng đâu có ngốc đâu Chẳng trách hắn chặn chuẩn như vậy Ai bảo cô và đoàn phủ qua Ngồi hẳn hơn nửa tiếng trong quán trà sữa Đủ cho Phó Cẩm Hành lái xe đến đây tìm cô Sao tự dưng lại chạy đến bệnh viện phù sản Khó chịu chỗ nào à Phó Cẩm Hành khẽ cao mày Nỗi lo lắng lớn hơn là nghi ngờ À, em đi hỏi chuyện tránh thai Trước đây uống thuốc mấy lần dẫn đến phương diện phụ khoa không được thoải mái lắm. Trải qua sự hốt hoảng lúc ban đầu, Hà Tư Ca nhanh chóng nghĩ ra được câu trả lời. Cô nghĩ mình tuyệt đối không thể nói cho phó cẩm hành mục đích cô đến bệnh viện là để hỏi thăm tin tức của Hoác Tư Giai. Đánh chết cũng không nói. May mà sự chú ý của phó cẩm hành lập tức chuyển đến điểm Hà Tư Ca nói cô không thoải mái. Hắn càng cao mày chặt hơn. Sao em không nói sớm? Anh cùng em đến bệnh viện khác khám xem. Sau này tuyệt đối đừng uống thuốc nữa anh sẽ chú ý. Thật sự có mấy lần hắn không tránh thai cẩn thận, Hà Tư Ca lại không muốn có thai, cho nên thả uống thuốc. Đối với chuyện này, Phó Cẩm Hành vô cùng ái náy, nắm chặt tay Hà Tư Ca. Hắn lại trịnh trọng nhắc lại một lần, anh sẽ không để em uống thuốc kia nữa đâu, yên tâm, đừng sợ. Là đàn ông Phó Cẩm Hành biết, không thể vì sự sảng khoái nhất thời của mình mà đẩy trách nhiệm để phụ nữ chịu tội được. Lừa được hắn, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại vì lời nói của Phó Cẩm Hành mà áy náy. Dù sao cũng là cô đang nói dối Thật ra cô chẳng có chịu ở đâu cả Có điều sau đó Phó Cẩm Hành lại nghi ngờ Vậy tại sao em lại đến trường trung học phụ thuộc Lần này Hà Tư Ca biết Cô không tìm được cớ gì nữa rồi Vì vậy cô hít sâu một hơi Thẳng thắn trả lời Là em hẹn đoàn phù quang Đúng lúc cô ấy nói đang làm việc ở bên này Nên em bắt xe đến đây Nghe thấy Hà Tư Ca gặp riêng đoàn phù quang Phó Cẩm Hành hung hăng nhướng mày Nghiêm mặt Hắn hơi lo lắng quan sát cô hình như muốn xác nhận là hà tư ca không có bất cứ vấn đề gì cô liền bật cười chủ động khoác tay phó cẩm hành nhẹ giọng nói làm gì mà căng thẳng như vậy em cũng đâu có cãi nhau hay đánh nhau với cô đoàn đâu lúc này cơ thể hắn mới thả lỏng nhưng sự lo lắng ở đáy mắt vẫn chưa tàn đi anh biết rồi có lẽ đoàn phù quang cũng không phải là người xấu có điều em vẫn phải cẩn thận một chút cân nhắc một lúc phó cẩm hành nhắc nhở cô hắn thừa nhận chuyện này đúng là mình có lỗi trước ban đầu không nên đồng ý giả làm người yêu với đoàn phù quang lừa gạt mai lan thăm dò hà tư ca nếu không phải như vậy sẽ không bị cô ta bám lấy giống như bị một miếng cao da trâu dính chặt lấy anh còn không biết xấu hổ mà nói à bây giờ người ta có cái danh vợ chưa cưới của anh lại có mẹ chồng tương lai đỡ lưng chẳng sợ cái gì cả hà tư ca cố ý muốn chọc giận phó cẩm hành cô vừa nói vừa giơ ngón tay ra chọc lên cánh tay hắn giống như phát tiết bất mãn trong lòng Hắn giơ tay thuận thế nắm lấy cái tay đang làm loạn của Hà Tư Ca. Đừng sợ nữa, đợi về nhà rồi anh cười hết, tắm sạch sẽ, tùy em làm thế nào thì làm. Phó Cẩm Hành hạ thấp giọng nghiêm túc nói. Cô đỏ mặt, dùng sức rút tay lại, còn dịch sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách của hai người. Nhìn thấy hành động giấu đầu lò đuôi của Hà Tư Ca, cuối cùng tâm tình Phó Cẩm Hành cũng tốt lên, chân mày cũng giãn ra, khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên. Im lặng một lúc, Hà Tư Ca vẫn không nhịn được hỏi dò. Anh thật sự không thể giúp đoàn phù quang à? Vừa rồi anh nói cô ấy không phải là người xấu. Còn nữa em nói thật, anh đừng không vui. Em không hề cảm thấy cô ấy thích anh. Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút sau đó cười lớn. Anh có cái gì mà không vui? Người ở Trung Hải đều biết cô ấy thật sự không thích anh. Cho dù cô ấy có làm ở Mỹ nói muốn gả cho anh cũng chỉ là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, trả tiền cho cha cô ấy. Thứ hai, xả giận cho mình. Nhìn dáng vẻ hắn đúng là không sống không vui nói xong phó cẩm hành kể ngắn gọn chuyện đoàn phù quang theo đuổi người đã có vợ cho hà tư ca nghe thật ra hắn không phải là một người thích hóng hớt chỉ có điều chuyện này tương đối ở mỹ tất cả mọi người đều biết chẳng trách cô ấy nói với em cô ấy nhất định phải gả cho anh xem ra không phải chỉ là vì của cải của nhà họ phó mà là vì giành lại thể diện đã mất hơn hà tư ca như có điều suy nghĩ nói sao lại thế phó cẩm hành hơi khó hiểu dù sao hắn cũng không phải là phụ nữ rất đơn giản anh không kém người đàn ông họ sủng kia Cô ấy không ngủ được với anh ta Chắc chắn muốn có được anh Cái đạo lý này gần giống như không mua được LV Thì mua Gucci ấy Dù sao cứ phải mua đã rồi hãy nói Ít nhất không thể tay không mà về Hà Tư Ca ra vẻ thông thạo Không hề cảm thấy mình nói không đúng đắn chút nào Cái gì gọi là anh không kém người đàn ông họ sủng kia Khác với quan tâm của cô Phó Cẩm Hành luôn cảm thấy lời này không thuận ta cho lắm kệ cô ấy nghĩ thế nào thì nghĩ người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận anh sẽ không vì thông cảm với cô ấy mà đem hôn nhân của mình ra làm trò đùa hắn hậm hực nói lặng lẽ ra dấu dừng lại với Hà Tư Ca ý là không muốn nói đến đoàn phù quang nữa tránh ảnh hưởng đến tâm tình cô cũng không miễn cưỡng dù sao chuyện đến nước này mình nhất định phải ngồi vững cái vị trí bà phó cho dù có là ai đến Hà Tư Ca đều sẽ không chấp tay nhượng nhịn giống như trước đây nữa Hai người mới về đến nhà đã nhìn thấy chị Bình đang tâm tình bất an đứng ở cửa thang máy. Thang máy của chung cư vào thẳng cửa, chị ấy cứ đi qua đi lại ở cửa. Vừa thấy phó kiểm hành và Hà Tư Ca về, chị Bình giống như gặp được cứu tinh, bước nhanh qua đó. Chị Bình, không phải chị về lấy quần áo cho tân thân sao? Buổi trưa Hà Tư Ca còn gọi điện cho chị Bình, biết hôm nay chị ấy sẽ về nhà một chuyến, lấy ít đồ rồi lại đến bệnh viện. Có người đến, cái cô đại minh tinh đó cứ khăng khăng đòi vào, Tôi nói hai người không có ở đây Nhưng cô ta không nghe nhất quyết xông vào Chị Bình không trả lời câu hỏi của Hà Tư Ca Lo lắng nhìn về phía phó cẩm hành Có chút khó xử Đại minh tinh Hà Tư Ca buộn miệng hỏi Trường Tử Hân ạ à? Minh tinh mà bọn họ quen hình như cũng chỉ có một mình cô ta thôi Chị Bình gật gật đầu Đúng 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 <laughs> Biết ngay là cô ta tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ra nước ngoài ngay mà Hà Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía phó cẩm hành Liếc hắn Này phiền phức lại đến rồi đấy đi giải quyết đi nói xong cô khoác tay chị bình cùng đi về phía phòng bếp chị bình em muốn học chị làm một món ăn hiếm khi chị có thời gian nhìn hai người phụ nữ đi xa phó cẩm hành không biết làm sao anh lấy tay kéo cổ áo đi đến phòng khách một người phụ nữ đang ngồi trên sofa chính là trương tử hân cô ta đeo cái kính đen to rộng che kín hết nửa khuôn mặt vừa nhìn thấy cô ta phó cẩm hành lập tức lạnh giọng hỏi em đến tìm anh lại muốn làm cái gì nữa đây Chuyện đến nước này hắn thật sự không vui vẻ được nữa. Trương Tử Hân chậm rãi đứng dậy, lấy một quyển sổ đỏ, một chùm chìa khóa xe trong túi sách ra, đặt lên bàn trà trước mặt. Anh từng tặng em một căn nhà, một chiếc xe, đều ở đây cả, em trả lại cho anh. Ngoài ra, cô ta tháo kính đen xuống, lộ ra một gương mặt có gì đó là lạ, không nói được là thay đổi ở chỗ nào, nhưng nhìn lại có chút kỳ quái. Phó Cẩm Hành nhìn một cái lập tức kinh ngạc. Mặt của em Trương Tử Hân cười lạnh Cũng không cần kinh ngạc như vậy đâu Chẳng qua là lấy bộ phận giả ra Thuận tiện rút đi ít Hay à mà thôi Trước kia em vì gương mặt này Cứ phải thường xuyên đi chỉnh sửa Bây giờ thì không cần nữa rồi Dù sao em cũng không yêu thích gì Cô ta đã từng dựa theo bức ảnh của Hà Tư Ca Để đi phẫu thuật thẩm mỹ Tốn không ít tiền, cũng chịu không ít hậu quả Còn phải tuyên bố với bên ngoài là Khuôn mặt mình hoàn toàn tự nhiên Sở dĩ thay đổi dáng vẻ chỉ là vì giảm cân cộng thêm nhổ vào niềng răng chết cũng không thừa nhận là động dao kéo con người vẫn nên khôi phục diện mạo vốn có của mình võ cẩm hành nói nếu như trương tử hân có thể lạc đường biết quay đầu cũng không coi là chuyện xấu cho dù anh có tin hay không con trai anh thật sự không phải là do em bắt cóc em cũng không biết là ai làm em rất ghét hà tư ca dựa vào cái gì cô ta dễ dàng có thể có được tất cả mà em cố gắng lâu như vậy lại vẫn thua cô ta nhưng mà Em vẫn chưa đến nỗi ra tay với một đứa bé 4 tuổi Chuyện em chưa từng làm em sẽ không thừa nhận Nói xong Trương Tử Hân lại đeo kính đen lên và rời đi Đi tới cửa cô ta lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Quay đầu nhìn về phía phó cẩm hành Quen anh lâu như vậy Điểm thu hút người khác nhất của anh Cũng là điểm khiến cho người ta ghét nhất Chính là vĩnh viễn đều ngồi trên cao Kể cả như vậy Em thật sự muốn biết Anh đã từng làm chuyện gì có lỗi với người khác Có lúc nào trột dạ không ngủ được hay không Trương Tử Hân xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Phó Cẩm Hành vẫn đứng yên tại chỗ. Lời của cô ta khiến hắn như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Phó Cẩm Hành dần trở nên khó coi. Hắn không biết mấy câu cuối cùng Trương Tử Hân nói kia, rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Chắc cô ta không biết chuyện kia, hắn im lặng an ủi mình. Nhưng hình như Hà Tư Ca đã nghi ngờ rồi, Phó Cẩm Hành không biết còn có thể giấu được bao lâu. Hắn không muốn nhắc lại chuyện xưa hơn ai hết Bởi vì Trương Tử Hân nói đúng Đúng là hắn có lỗi với người khác Đúng là có một chuyện trong quá khứ khiến hắn cảm thấy trột dạ. Chương 161, ngọt ngào. Nghe thấy tiếng, Hà Tư Ca không để ý tay vẫn còn ướt chưa lau, mà lập tức chạy từ phòng bếp ra. Cô thấy trong phòng khách chỉ còn lại một mình phó cẩm hành, lúc này mới hư giọng nói. Hừ, người đã đi rồi, anh còn đứng ngẩn ra đó hồn bay phách lạc làm gì hả? Phó cẩm hành không biết phải làm sao, ngước mắt lên nhìn Hà Tư Ca một cái, không nhịn được cười nói. Em thấy anh hồn bay phách lạc chỗ nào? cô cười khan hai tiếng lúc này mới quay lại phòng bếp được chị bình đích thân hướng dẫn cuối cùng hà tư ca cũng làm ra được một món sườn xào chua ngọt thật ra thì món này cũng không hề khó chỉ duy nhất cần phải chú ý chính là pha chế đường và giấm cùng với nước sốt cuối cùng kia mau mọi người nếm thử đi hà tư ca hưng phấn bê món ăn lên bàn ăn cô nghĩ nếu đã có chị bình hộ giá ở bên cạnh chắc là không có vấn đề gì nhìn đĩa sườn xào chua ngọt màu sắc tươi đẹp kia Phó Cẩm Hành có chút do dự lựa chọn đứng xem. Sự thật chứng minh, thầy giỏi chưa chắc đã dạy ra trò giỏi. Chị Bình nếm thử một miếng trước, cũng rất nghi ngờ. ấy cha, làm theo từng bước mà sao mùi vị lại tệ như vậy chứ? Phó Cẩm Hành để đũa xuống nghiêm mặt nói. Anh đi tắm trước, lát nữa ăn. Nói xong Phó Cẩm Hành như bôi dầu dưới chân, quay người chạy mất. Hà Tư Ca tức giận, cầm đũa lên gắp một miếng lớn nhất, hùng hằng nhét vào trong miệng. Cô nhai mấy cái ngũ quan vặn vẹo Ngày trước mặt chị Bình Hà Tư Ca muốn nhổ ra lại ngại Muốn nuốt lại không nuốt được Rằng co nửa ngày Cuối cùng cô nuốt xuống dạ dày Quá ngọt quá chua Nhưng đúng là em pha theo tỷ lệ mà Hà Tư Ca uống một ngụm nước lớn lầm bầm Chị Bình cười nói Thử thêm mấy lần nữa là có thể tìm được bí quyết Cô đi làm đã đủ bận rồi Những chuyện như mua đồ ăn nấu cơm cứ ra cho tôi là được Muốn ăn cái gì thì cứ nói trước với tôi Tôi sẽ chuẩn bị nói xong chị ấy cầm đồ của tân tân lên về bệnh viện trước hà tư ca tiễn chị bình đi xoay người nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn ăn lắc đầu đổ hết đi sở dĩ cô phải đặc biệt đi nhờ chị bình chỉ bảo học làm món ăn này là bởi vì có một lần nói chuyện với phó cẩm thiêm anh ta vô tình nói đây là món ăn bình thường mà phó cẩm hành thích ăn nhất hà tư ca rất bất ngờ bởi vì với thân phận và địa vị của phó cẩm hành có sơn hào hải vị nào là chưa từng ăn sao lại trung tình với món sườn xào chua ngọt Khẩu vị mỗi người khác nhau, nếu như anh ấy thích ăn, cô rảnh thì ở nhà nấu xem, nhận định anh ấy sẽ ăn thêm một bát cơm. Lúc đó Phó Cẩm Thiêm đã cười nói như vậy, người nói vô tình người nghe có ý, Hà Tư Ca im lặng nhớ ở trong lòng. Cô nghĩ, Phó Cẩm Hành làm nhiều việc vì mình và Tân Tân như vậy, có quà có lại mới toại lòng nhau, làm một món ăn cho hắn cũng là chút tấm lòng thôi. Đáng tiếc là hôm nay làm quá thất bại, càng bàn khó mà nuốt nổi hà tư ca lấy điện thoại ra tìm được bản ghi chép phía trên ghi tỷ lệ pha đường và giấm cô lặng lẽ đọc hai lần cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc là sai ở bước nào đợi phó cẩm hành tắm xong từ trong phòng tắm đi ra vừa định nếm từ tay nghề của hà tư ca nhưng phát hiện cô đã đổ đi hết rồi hắn cau mày anh còn chưa ăn mà cô có chút không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác khẽ ho một tiếng <laughs> để hôm khác rồi ăn đợi em nghiêm túc làm lại một lần tuyệt đối khiến anh kinh ngạc phải biết em không làm thì thôi, đã làm là tuyệt vời. Cuối cùng Hà Tư Ca vẫn không quên dắt phản lên mặt mình. Cô nén cười, phó cẩm hành lắc đầu, đi thẳng vào phòng bếp. Không bao lâu, từ trong phòng bếp đã vang lên tiếng song nồi muôi gáo. Hà Tư Ca ngẩn ra, lập tức chạy đến xem. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang cởi trần, mặc một cái quần ngủ đang đích thân xuống bếp. Nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn đặt bên cạnh hắn, hiển nhiên cũng đang định làm món sườn xào chua ngọt. Hà Tư Ca liếm môi, cảm thấy cảnh tượng trước mắt này thật sự là quá cám dỗ. Wow, nhìn bắp thịt kia, nhìn đường nét kia, nhìn tấm lưng kia nữa, lại nhìn hai cái hõm lưng nhỏ kia. Ui cha cha. Vào lúc này, đối với cô mà nói, thứ cản trở nhất chính là cái quần ngủ rộng rãi kia, hoàn toàn che mắt đôi chân dài, đúng là phí của trời. Cởi ra, Hà Tư Ca nhất thời kích động bột miệng nói, vừa vặn phó cẩm hành thả nguyên liệu nấu ăn vào nồi, tiếng động lớn cho nên hắn không nghe rõ cao mày hỏi em nói cái gì cô giật mình lập tức hoan hồn lại vội vàng sửa lời a em nói nhiều rồi nhiều rồi phó cẩm hành nghiêng đầu nhìn hà tư ca một cái càng cao mày chặt hơn đâu có nhiều vừa vặn không nhiều cô rụt cổ lại không dám nói nữa ngộ nhỡ bị phó cẩm hành biết mình trốn ở đây lén lén lút lút nhìn trộm cơ thể hắn còn không khiến hắn đắc ý chết à thế nào cũng phải đắc ý đến phòng mũi đang suy nghĩ hà tư ca cảm thấy mũi ngứa ngáy hình như có một luồng nhiệt đang chảy xuống cô còn tưởng là bị lạnh nên chảy nước mũi tùy tiện dùng mua bàn tay lau đi màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trước mắt ý thức được mình lại đáng xấu hổ đến nỗi nhìn đàn ông mà chảy máu mũi cô thét trói tai nhấc chân chạy mất ờ sao thế phó cẩm hành ngẩn ra nhưng hắn lại không đi được chỉ đành gân cổ hô lên rốt cuộc, cuộc là làm sao thế anh phải canh lửa không đi được em không sao chứ Hà Tư Ca che mũi buồn bực trả lời Em không sao ừ, Thật sự không sao chỉ mất mặt thôi Cô nhanh chóng dùng nước lạnh rửa vết máu Lại dùng khăn lông lạnh đắp lên Rất nhanh đã cầm được máu Nhìn vào gương Hà Tư Ca lắc đầu Hình như cũng không có bất cứ cảm giác không thoải mái nào Đang suy nghĩ Từ phòng bếp phẳng phất Truyền đến mùi thơm chua ngọt Cô hít hít mũi Ây thật là thơm Như kẻ gian chạy ra khỏi phòng vệ sinh Hà Tư Ca thấy Phó Cẩm Hành đang bê một đĩa sườn xào chua ngọt lớn mới ra lò, còn kẹp hai cái bát cơm trong tay, nhanh nhẹn đặt xuống bàn ăn. Ăn cơm. Thật ra hắn cũng hơi thấp thỏm. Đã lâu mình không xuống bếp, không biết tay nghề có bị thụt lùi hay không. Hiếm khi giả ngầu trước mặt Hà Tư Ca, mong rằng đừng có mà học mất. Có một món thôi à? Đơn điệu thế. Rõ ràng Hà Tư Ca đã thèm ăn đến sắp chảy nước miếng rồi, nhưng cô giả vờ rừng rưng, kéo ghế ra cụt hứng ngồi xuống, món ăn này của anh có thể khiến em nếm ra được đủ loại mùi vị để lúc đó đừng có dành với anh là được nhét đôi đũa vào tay cô võ cẩm hành ngồi xuống đối diện gắp trước một miếng nếm từ mùi vị ừm uhm, ngon hắn liền yên tâm và một miếng cơm lớn thấy vậy hà tư ca cũng không cam chịu rớt lại phía sau vội vàng gắp một miếng lên ngửi trước rồi mới cho vào miệng Ô, oh, chua chua ngọt ngọt thịt lại mềm chín hơn nữa không sơ một chút nào nhai lúc còn nóng Mùi thơm ngát lập tức dậy lên trong miệng Thật là ngon đến nỗi đánh vào miệng cũng sẽ không chịu đặt đũa xuống Hà Tư Ca đột nhiên thèm ăn không nói nhiều lời Một tay bê bát cơm, một tay cầm đũa Một miếng thịt, một miếng cơm ăn rất ngon lành Hai người lặng lẽ ăn sạch một đĩa sườn xào chua ngọt lớn Phó Cẩm Hành còn sới thêm một lần cơm nữa Sao lại ngon như vậy chứ? Anh dạy em đi Sau khi ăn no, Hà Tư Ca nhìn Phó Cẩm Hành với ánh mắt lấp lánh Hắn lặng lẽ dọn dẹp bát đũa vặn nước ra rửa bát. Hà Tư Ca vội vàng đi đến nịnh bợ. Anh đã phụ trách nấu cơm rồi, vậy em sẽ phụ trách rửa bát. Phó Cẩm Hành lắc đầu, hại ra tay, cứ để anh làm đi, em phụ trách nói chuyện với anh. Không cần rửa bát, đương nhiên là cô vui vẻ nhàn rỗi, lại quân lấy hắn hỏi. Phương thức của anh là tuyệt mật, tóm lại không chuyển ra ngoài. Nếu như em muốn ăn thì biểu hiện tốt một chút, anh mà vui nói không chừng sẽ làm cho em một lần. Hắn vừa rửa bát, vừa đắc ý huyết sáo kiêu ngạo nói. Cái gì gọi là biểu hiện tốt một chút Không phải chỉ là một món ăn thôi à Đắc ý cái gì chứ Quỷ hẹp hòi Hà Tư Ca mất kiên nhẫn xoay người định đi Không ngờ Phó Cẩm Hành lại dùng cái tay đầy bọt ôm lấy cô Khiến Hà Tư Ca lập tức kinh hãi kêu lên Ôi ôi đừng có động vào em Làm bẩn em bây giờ Hắn bùi đầu vào cổ cô Hơi thở nóng hồi cũng vào vào cô Biểu hiện tốt một chút Chẳng lẽ em còn không hiểu sao Em biết mà Anh chính là muốn làm bẩn em Hà Tư Ca giờ khóc giờ cười. Cô luôn cảm thấy. Khoảng thời gian gần đây phó cẩm hành trở nên hơi bám người. Nhưng cái này không phù hợp với tính cách trước giờ của hắn. Giống như một con chó nghiệp vụ cao ngạo lạnh lùng. Cảnh giác đột nhiên lại lắc mình một cái biến thành một con golden. Cả ngày cứ cuốn lấy người, chảy nước miếng muốn người chơi với nó. Mau rửa sạch đi. Trước đó Lạc Tuyết gửi cho em một email. Em phải đi kiểm tra xem. Sợ phó cẩm hành nhất thời cao hứng. Xử luôn mình ở trong phòng bếp. Hà Tư Ca vội vàng đẩy hắn ra, nhảy ra hai bước, nói xong liền chạy mất. Phó Cẩm Hành cũng không đuổi theo cô, tập trung dọn dẹp. Đi vào phòng sách, Hà Tư Ca vừa mở máy ra, điện thoại đã vang lên. Là Phó Cẩm Thiêm gửi tin nhắn uy Về nhà chưa? Tối nay có thể sẽ mưa, đừng đi dạo ở bên ngoài quá lâu. Xem ra anh ta có chút hối hận vì sự lạnh nhạt của mình thể hiện ra trước đó, cho nên chủ động nhắn tin đến lấy lòng Hà Tư Ca. Người trưởng thành qua lại với nhau, dù sao cũng không cần thẳng thắn quá rất nhiều lúc nếu như đối phương cúi đầu trước vậy tương đương với xin lỗi rồi nghĩ cũng đúng ai mà không có chút lòng tự trọng cơ chứ vì vậy hà tư ca cũng không làm cao nhắn lại ngay yên tâm đi tôi đã ở nhà rồi tối nay anh trai anh nấu cơm ngon lắm anh ăn cơm chưa một câu nói chuyện về gia đình hết sức bình thường nhưng cô lại không biết khi nhìn thấy câu này phó cẩm thiêm căm giận đến thế nào anh ta ngồi ở trong phòng làm việc của mình nắm chặt điện thoại Sắc mặt cực kỳ khó coi người đàn ông như phó cẩm hành lại đích thân xuống bếp ư đúng là không thể tưởng tượng nổi lại qua một lúc lâu phó cẩm thiêm mới gõ một hàng chữ vậy thì tốt tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm với đồng nghiệp sau đó quay về tăng ca anh ta vừa đặt xuống điện thoại lại vang lên một tiếng hà tư ca đã nhắn lại chú ý sức khỏe bốn chữ đơn giản khiến tâm trạng phó cẩm thiêm lập tức rộn rạo anh ta không biết mình còn có thể làm gì nhưng lại không muốn buông tay vào lúc này hoặc từ dài Rốt cuộc cô đang ở đâu? Anh ta hướng về phía nơi xa xăm mà lầm bầm, vẻ mặt lo lắng bất an. Chương 162 Hai người hủy hoại tôi còn chưa đủ à? Hôm sau, Hà Tư Ca hẹn bác sĩ đi lấy giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tân Tân, cho nên cô ra ngoài từ sáng sớm, đến bệnh viện trước. Còn chưa đi đến phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Nghe tiếng một người trong đó chắc là Mai Lan. Mà người còn lại, nếu như không nghe nhầm thì chắc là Phó Chí Uyên. Vừa nghĩ đến đôi vợ chồng bất hòa này tranh cãi gay gắt ngay trước mặt Tân Tân, thế nào cũng dọa thằng bé rồi. Hà Tư Ca lập tức bước nhanh hơn, giải từng bước dài chạy đến cửa. Hai người đang làm gì thế? Muốn cãi nhau thì đổi chỗ khác đi, đừng có cãi ở đây. Hà Tư Ca bất ngờ xuất hiện trước mặt Mai Lan và Phó Chí Uyên, lạnh lùng mở miệng, dọa hai người bọn họ giật mình. Nhưng dù sao bọn họ cũng đuối lý, Mai Lan mặc dù tức giận nhưng cũng không phản bác được gì. Dừng một chút, Phó Chí Uyên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. À, hóa ra là tiểu hà bác đặc biệt qua đây thăm tân tân đây là quà bác mua cho cháu ông ta vừa nói vừa giơ cái hộp quà tuyệt đẹp trong tay lên rõ ràng hà tư ca rất khó chịu trong lòng nhưng lại không thể phát tác chỉ đành gật đầu cảm ơn bác thật ra cô cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ có nhận tân tân hay không còn phó chí uyên và mai lan là ông bà nội có thừa nhận cô và tân tân hay không hà tư ca cũng lười nghĩ nhiều muốn làm sao thì làm nếu như biết vừa đến đây đã gặp người suối quẩy nói gì hôm nay tôi cũng không đến phó chí uyên tức giận dùng khóe mắt lườm mai lan đứng bên cạnh ra mặt không vui nói mấy phút trước ông ta mới đi đến cửa phòng bệnh còn chưa kịp đẩy cửa đi vào sau lưng đã truyền đến giọng nói quen thuộc trùng hợp mai lan cũng vừa ra khỏi thang máy bà ta nhanh mắt Nhìn thấy người đàn ông đi ở phía trước là Phó Trí Uyên. Hai người trước giờ không muốn nhìn thấy nhau, rất khoát không để ý đến thân phận đứng ở trên hành lang bệnh viện cãi nhau ở Mỹ. Ông nói ai suối quẩy? Tôi thấy người suối quẩy là ông mới đúng đấy. Mai Lan không hề khoan nhượng lập tức đánh trả. phó Trí Uyên cười lạnh. <cười> ai lên tiếng trả lời thì chính là người suối quẩy. Chột dạ mà. Mai Lan tức giận. Ông bớt ở đây châm trọng đi. Không đi tìm con hồ ly tinh của ông Phong Lưu sung sướng chạy đến đây nhận cháu trai. Ông đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Nếu như tôi mà là Tân Tân, tôi cũng không muốn nói với ông nội già mà còn không đáng kính như ông một câu, còn không mau cút đi. Ngay trước mặt con dâu như Hà Tư Ca, bà ta trái một câu hồ ly tinh, phải một câu không biết xấu hổ, khiến sắc mặt Phó Chí Uyên hết đỏ lại trắng. Bây giờ đã chẳng còn thể diện gì nữa. Ông ta thất thanh hét lên: "Đủ rồi đấy! Tôi đã nhịn bà hơn 30 năm, không muốn nhịn nữa. Bà đợi đó, tôi sẽ đi liên lạc với luật sư. Ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở cổng cục dân chính." Xem ra Phó Chí Uyên lại chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, đến Hà Tư Ca cũng không nhịn được lạnh mặt lại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hai người bọn họ có ly hôn hay không Cô không để ý Vấn đề là đừng có nói chuyện này ở đây Mình đang ở hiện trường Tận mắt nhìn thấy Chính tai nghe Cho dù nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác khó tránh được liên quan Người hiểu rõ nội tình có lẽ đã sớm biết Đôi vợ chồng này khó tránh được sẽ đi đến bước này Mà người không biết nội tình Nói không chừng sẽ cho là cô gây rối cũng nên Phó Chí Uyên Gan ông cũng lớn quá nhỉ Lại còn dám nói ly hôn với tôi Hả? Ông có biết nếu ông ly hôn với tôi Thì đừng mong có được cái gì không Người ngoại tình là ông Có tin tôi sai người khiến ông trắng tay cút khỏi nhà không Mai Lan nghiến răng nghiến lợi Tức giận gầm lên Bọn họ cãi nhau ầm ĩ Cuối cùng cũng khiến y tá trực ban chú ý Không biết là ai gọi điện thoại cho bảo vệ bệnh viện Chỉ chốc lát sau đã có hai bảo vệ đi tới Đây là bệnh viện Hy vọng mọi người có thể có ý thức cộng đồng Đừng ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi Một bảo vệ trong đó nghiêm túc nói làm việc ở bệnh viện gặp đủ hạ người Họ cũng quen rồi Mai Lan vẫn muốn nói gì đó Nhưng Hà Tư Ca ngăn bà ta lại Cháu không quan tâm chuyện của hai người Nhưng nếu như hai người còn ở Mỹ ở đây Cháu sẽ báo cảnh sát Nhìn dáng vẻ cô không giống như đang nói chơi Mai Lan cảm thấy mình không hạ bệ được người kia Giật khoát ngậm miệng lại Hôm nay bà ta đặc biệt chạy đến bệnh viện Thật ra cũng là muốn thăm đứa bé Chuyện bắt cóc lần trước Người đầu tiên phó cầm hành nghi ngờ là Mai Lan Đối với bà ta mà nói là một sự sỉ nhục cũng là một loại kích thích hơn nữa phó cẩm hành nói được là làm được thật sự không để ý tới bà ta nữa coi như từ nay về sau không có người mẹ này hiển nhiên mai lan hoảng sợ rồi mai lan ngang ngược cả đời không ngờ già rồi mà ngay cả con trai cũng không nhận bà ta bà ta do dự rất lâu chỉ định định cúi đầu nhận sai trước nhưng lại ngại chạy đến phó thị khiến người ta chê cười vì vậy mai lan đến chỗ tân tân đi đường vòng mượn cơ hội gặp cháu để nối lại quan hệ với phó cẩm hành nhưng bà ta không ngờ lại gặp phải phó chí uyên chúng tôi là ông nội bà nội của đứa bé không phải là vào thăm cháu các anh cũng không cho phép đấy chứ đây là bệnh viện không phải là nhà tù mai lan hùng hùng hổ hổ sau đó quay đầu xách đầu đi vào phòng bệnh trước thấy vậy phó chí uyên cũng không nói lời nào liền đi vào theo hai bảo vệ nhìn cô cô nói làm thế nào đây hà tư ca bất đắc dĩ lắc đầu ngại quá làm phiền các anh rồi chắc là không sao đâu tuy nói như vậy nhưng đợi bọn họ rời đi hà tư ca vẫn gọi điện thoại cho phó cẩm hành hắn đang trên đường đến công ty trước vừa nghe thấy phó chí uyên và mai lan không hẹn mà cùng đến bệnh viện lập tức bảo tài xế đổi hướng dọc đường đi sắc mặt phó cẩm hành không mấy dễ nhìn hắn rõ hơn ai hết hai người này đều không dễ đối phó nếu không hà tư ca cũng sẽ không bảo mình qua đó một mình cô căn bản không giải quyết được đi ra khỏi thang máy có cảm hành vội vàng xuyên qua hành lang đẩy cửa phòng ra cảnh tượng trước mắt làm hắn trố mắt đứng nhìn chỉ thấy hai người phó chí uyên và mai lan đang tranh nhau lấy lòng tân tân một người đeo mặt nạ trên đầu liên tục nói rồi khoa tay múa chân một người cầm cháy cây tươi đã gọt xong đút cho tân tân hơn nữa hai người bọn họ lại không cãi nhau nhìn qua thì như sống rất yên ổn với nhau hà tư ca và chị bình ngồi sóng vai trên sofa bên cạnh rằng mặt cả hai đều không cảm xúc nhìn tất cả những thứ này nhiều người lắm lời, bọn họ đã đuổi người chăm sóc ra ngoài trước. Anh đến rồi à? Thấy phó cẩm hành cô đứng lên, bước nhanh đến và đưa mắt ra hiệu với hắn. Rất hiển nhiên, Hà Tư Ca sắp nổi điên rồi. Hai người đến đây làm gì? Sau này không có sự cho phép của con, không ăn được đến đây hết. Phó cẩm hành lớn tiếng quát lên, không nể mặt chút nào. Nghe thấy lời này, phó trí uyên lấy cái mặt nạ đeo trên đầu xuống thờ hồn hển Và đến thăm cháu trai lớn của ba, chẳng lẽ không được à? Mai Lan cũng đặt đĩa trái cây trong tay xuống nhân cơ hội nói. Tần Tần rất đáng yêu, vừa vặn gần đây mẹ rảnh không có việc gì, có thể đến chơi với nó hàng ngày. Mẹ im đi, nửa tháng trước mẹ con muốn dùng mỗi tháng 20.000 tệ đuổi nó đi đấy, đừng tưởng là con không biết. Phó Cẩm Hành chặn họng khó chịu nói, nghe thấy hắn gầm như vậy, Mai Lan cũng không dám nói gì nữa. Còn nói một lần cuối cùng, đừng có mang con trai con ra làm đối tượng lấy lòng. Tôi biết, ông muốn đón Hoàng Ảnh về, mẹ sợ con không nhận người mẹ này hai người đều có mục đích nhưng không dám trực tiếp đi tìm con mà chạy đi quấy giày vợ và con trai con phó cảm hành lạnh lùng vạch trần mặt nạ của bọn họ trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo hắn không phải đứa trẻ ba tuổi tân tân dễ dỗ nhưng mà hắn thì không ba bé đúng lúc hai bên giằng co tân tân bị dọa đột nhiên lao vào lòng phó cảm hành tuổi thân nói cậu bé không thích Cặp ông nội và bà nội không biết mọc từ đâu ra này lắm Nụ cười trên mặt bọn họ khiến cho Tân Tân cảm thấy không thích Nhưng mẹ đã từng nói Phải làm một đứa bé lễ phép Cho nên cậu mới luôn chịu đựng Bây giờ vừa nhìn thấy phó cẩm hành Tân Tân lập tức có cảm giác tìm được chỗ dựa vững chắc Cho nên không chút do dự nhào tới Ngoan Phó cẩm hành lập tức đổi thành vẻ mặt vui vẻ Vô cùng dịu dàng Sau đó ôm Tân Tân vào lòng Còn để cho cậu bé cưỡi lên vai mình chọc cho con không ngừng cười ha ha nhìn thấy tất cả những thứ này hà tức ca không nhịn được lẩm bẩm trong lòng nhóc con này thật thông minh biết ai lợi hại đúng là ai có sữa thì chính là mẹ a à, không đúng phó cẩm hành không có sữa thấy mình bị phó cẩm hành cố ý lạnh nhạt phó trí uyên và mai lan đều có chút cảm giác mất tự nhiên cuối cùng phó chí uyên hắng giọng lớn tiếng nói <laughs> bà chịu đủ rồi bà muốn ly hôn mai lan dùng đôi mắt quét ông ta một cái lộ ra vẻ mặt xem thường, chỉ thấy bà ta bĩu môi chế diễu <laughs> Nóng lòng muốn để con Hồ Ly tinh lên trước thế à? Đáng tiếc, à đã là một con gà mái không đẻ được trứng nữa, đáng đời ông, cả đời chỉ có một đứa con trai này thôi, lại còn là do tôi sinh, ha? Giọng nói đầy châm biếm làm Phó Chí Uyên biến sắc, mặc dù ông ta trách Hoàng Ảnh lừa mình trong chuyện sinh con, còn có ý giá họa cho Phó Cẩm Hành, nhưng so sánh ra, ông ta vẫn yêu Hoàng Ảnh hơn, chứ không phải là Mai Lan. Cái người phụ nữ xấu xa này Ông ta thấp giọng mắng Nếu không phải chú ý đến phó cầm hành cũng ở đây Có khi phó trí uyên sẽ không nhịn được mà đánh bà ta Nếu hai người còn dám nói thêm một chữ nữa thì cút ra ngoài cho tôi Phó cầm hành giết lên một câu Giặc mặt đã trở nên tái mét Hắn không muốn để tân tân trải qua những chuyện mà ngày bé mình từng gặp phải Nhưng hai người này lại không có chút tự giác nào cả Lại nói những lời này ngay trước mặt một thằng bé Nói xong Phó Cẩm Hành giao Tân Tân cho Hà Tư Ca, bảo cô và chị Bình đưa con xuống tầng đi dạo trước cầm áo khoác và giày của tân tân lên bọn họ cùng đi ra ngoài cửa đợi hai người đi rồi phó cẩm hành không cần kiêng dè gì nữa hắn nhìn phó Trí uyên và mai lan phát tác tại chỗ hai người hủy hoại tôi còn chưa đủ à còn muốn hủy hoại con trai tôi nữa sao mai lan lúng ta lúng túng giải thích mẹ Ơ... Ờ, mẹ không nếu không phải hai người trước mặt là ba mẹ ruột của mình có lẽ phó cẩm hành đã sớm ra tay đánh người rồi tôi sẽ sai người chăm sóc hoàng ảnh và con của bà ta tốt nhất là ông từ bỏ suy nghĩ kết hôn với bà ta đi còn mẹ mẹ đừng mơ nhúng tay vào cuộc đời con nữa cho dù một lần cũng không được hắn nhấc tay lên đầu tiên là chỉ vào phó chí uyên sau đó lại chỉ mai lan trong giọng nói lộ ra sự uy nghiêm